Theo ghi nhận, thì ngày hôm nay triều cường rằm tháng 10 tại đồng bằng sông Cửu Long đã đạt đỉnh. Nhiều đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long bị ngập sâu, nước lên đúng khung giờ học sinh đến trường và người dân đi làm nên việc đi lại khá là khó khăn. Cụ thể là tại tỉnh Vĩnh Long, trên quốc lộ 1A, đoạn qua thị xã Bình Minh, triều cường đã bắt đầu gây ngập từ 5:30 cho tới 7:30. Ngập nặng nhất là khu vực trước bến xe thị xã Bình Minh. Nước cao đến hơn nửa bánh xe, xe gắn máy, xe thô sơ phải di chuyển vào làn đường của xe ô tô. Đường trơn nên rất là nguy hiểm. Theo người dân, khu vực này ngập nặng là do nằm tiếp giáp với đoạn đường vừa nâng cấp, cao trình thấp, tạo thành lòng chảo khiến nước dồn về. Còn ở thành phố Cần Thơ, triều cường rằm tháng 10 âm lịch vượt báo động 3 từ 2 đến 5 cm. Nước dâng cao khiến nhiều khu vực trũng thấp tại các quận trung tâm như là Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng bị ngập sâu. Tại Bạc Liêu, đợt triều cường rằm tháng 10 âm lịch trên địa bàn kéo dài từ ngày 13 tháng 11 đến ngày 21 tháng 11. Triều cường đạt đỉnh khiến cho nước từ các con kênh tràn vào sân trường Trung học phổ thông Hiệp Thành, thành phố Bạc Liêu, gây ngập nặng. Giáo viên và gần 1.600 học sinh đã phải sắn quần lội nước mới đến được lớp học. Ghi nhận vào khoảng 6:30 phút sáng nay, toàn bộ sân trường Trung học phổ thông Hiệp Thành đã ngập chìm trong nước. Nhiều chỗ ngập sâu không dưới nửa mét, mọi sinh hoạt ngoài trời không thể thực hiện được. Từ nhiều năm qua, sân trường này cứ mỗi tháng lại ngập do có hai đợt triều cường, mỗi lần 2 đến 3 ngày. Đó là chưa kể mỗi năm có 6 tháng mùa mưa, sân trường luôn ngập nước. May mắn là nền phòng học được xây khá cao nên không ảnh hưởng đến giờ học của các em học sinh. Tuy nhiên, do nằm ở khu vực thường xuyên xuất hiện triều cường nên kết cấu ngôi trường mới xây dựng gần 10 năm nay bị ảnh hưởng khá trầm trọng. Và không ngoại lệ, tại Cà Mau, rạng sáng nay, trên địa bàn huyện Ngọc Hiển, triều cường đã dâng cao. Đỉnh điểm đã vượt mức báo động trước đó và ghi mốc lịch sử mới về đỉnh triều trong nhiều năm trở lại đây. Cụ thể, vào lúc 3 giờ sáng nay, thì tại các tuyến ven biển, cửa biển, các xã, thị trấn, nhiều nhà dân đã bị ngập sâu trong nước. Theo nhiều hộ dân, đây là mực nước ghi nhận cao hơn mọi năm gần nửa mét, đã lập đỉnh mới về triều cường dâng cao trong 5 năm trở lại đây. Đến rạng sáng nay thì mực nước đã bắt đầu rút xuống, nhưng một số khu vực lộ giao thông nông thôn trũng thấp, thoát nước kém vẫn còn bị ngập sâu trong nước. Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do ảnh hưởng của triều cường, ngành chức năng địa phương khuyến cáo người dân sinh sống ven biển chủ động các biện pháp phòng tránh nước dâng cao vào những tháng cuối năm, cảnh báo và di dời dân tại khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đến nơi an toàn.